sau loạt biện pháp trừng phạt lẫn nhau, Mỹ Trung rõ ràng đang so găng trong cuộc chiến công nghệ không khoan nhượng. Lúc này, Hàn Quốc trở thành người mắc kẹt giữa các ông lớn. Nếu nghiêng sang Mỹ, từ bỏ miếng bánh béo bở thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc sẽ đau đớn rất nhiều. Thế nhưng, theo Financial Times, xứ sở kim chi dường như đã xoay trục. Trung Quốc thì sao? Nước này có lẽ cũng không muốn phụ thuộc vào công nghệ của Hàn Quốc và đã thành công sở hữu loại chip tiên tiến cho riêng mình. Đó là gì? Quan hệ giữa bộ ba này ra sao trong vòng xoáy công nghệ? Financial Times chỉ ra, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thăm nhà máy LG Display của Hàn Quốc ở thành phố Quảng Châu hồi đầu năm nay. Thông điệp rõ ràng là Trung Quốc vẫn chào đón các nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, đó cũng có thể là một lời nhắc khéo rằng các công ty Hàn Quốc cần cân nhắc kỹ trước khi tham gia chính sách tách rời khỏi các chuỗi cung ứng Trung Quốc do Mỹ dẫn đầu, bao gồm trong các ngành chất bán dẫn, bên xe điện, công nghệ sinh học và viễn thông. Hiện các công ty Hàn Quốc được xem là tay chơi quan trọng trong các lĩnh vực chủ chốt liên quan đến chiến lược công nghệ và an ninh quốc gia của cả Washington và Bắc Kinh. Các nhà sản xuất chip gồm Samsung Electronics, SK Hynix cùng các nhà sản xuất pin như LG Energy Solution, SK On và Samsung SDI dự kiến nhận hàng tỷ đô la Mỹ nguồn trợ cấp từ Mỹ khi chính quyền Tổng thống Joe Biden tìm cách thu hút các ông lớn ngành công nghệ Hàn Quốc cũng như giảm vai trò nắm đàm cán của Bắc Kinh trong chuỗi cung ứng của Mỹ. Tuy nhiên, các công ty Hàn cũng phải tuân thủ một loạt hạn chế nghiêm ngặt khi hoạt động ở Trung Quốc theo yêu cầu của Mỹ. Hồi tháng 6, Jiang Haimin, đại sứ Trung Quốc ở Seoul đã công khai cảnh báo Hàn Quốc không tách rời nền kinh tế Trung Quốc dưới sức ảnh hưởng của Mỹ. Tôi có thể đảm bảo rằng những ai đặt cược vào thất bại của Trung Quốc chắc chắn sẽ hối hận, ông Jiang nói. Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Chu Kyung-ho hồi tháng 5 nói với Quốc hội rằng chúng tôi không bao giờ tuyên bố kế hoạch tách rời Trung Quốc và cũng không có ý định như vậy. Nhưng các nhà kinh tế Hàn Quốc, giới chức thương mại và nhiều giám đốc điều hành các công ty cho rằng, dù Bắc Kinh thích hay không, Hàn Quốc cũng đang tiến hành một chính sách rõ ràng, đó là xoay trục khỏi nền kinh tế tỷ dân. Ngân hàng Hàn Quốc hiện là cơ quan đo lường xuất khẩu trên cơ sở cán cân thanh toán, trong đó bao gồm hàng hóa do các công ty Hàn Quốc chế biến và bán ở nước ngoài. Dữ liệu từ ngân hàng cho thấy, Seoul đã xuất khẩu nhiều hàng hóa sang Mỹ vào năm 2022 hơn so với lượng xuất khẩu sang Trung Quốc kể từ năm 2004. Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc An Dok-yong nói rằng, chính sách can thiệp sâu vào thương mại cũng như vòng xoay chính sách trợ cấp nhập khẩu của Trung Quốc đã thúc đẩy các công ty xứ kim chi giảm hợp tác với Bắc Kinh. Điều giới hoạch định chính sách Hàn Quốc thắc mắc hiện nay chỉ là liệu các doanh nghiệp hàng đầu của nước này có thể khai thác tình hình địa chính trị hiện nay để thu lợi từ những hỗ trợ của Mỹ hay không, trong khi hạn chế phản ứng tiêu cực từ Bắc Kinh. Căng thẳng công nghệ giữa Mỹ-Trung khiến mọi người lo lắng. Học giả cấp cao Joe Hanku tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc tế Peterson đánh giá, nhưng đó cũng có thể là cơ hội lớn cho Hàn Quốc, ông nói thêm. Năm ngoái, hơn một nửa lô hàng chip của Hàn Quốc đã được chuyển khỏi Trung Quốc. Có nhiều nhà hoạch định chính sách nước này bày tỏ lo lắng. Bà Joe cho rằng đó là điều bình thường vì nhiều thập kỷ qua, thị trường rộng lớn của Trung Quốc đã giúp kinh tế Hàn phát triển nhanh chóng. Mất miếng bánh béo bở này, Seoul có thể phải thay đổi cấu trúc kinh tế một cách đầy chật vật. Tuy nhiên, Financial Times dẫn lời một số người cho rằng đó là nỗi sợ thái quá vì Mỹ đang nỗ lực thế chân Trung Quốc nếu Hàn Quốc quyết định xoay trục. Từ năm 2011, Hoa Kỳ đã vượt qua Trung Quốc để trở thành điểm đến cho đầu tư của Hàn Quốc. Cũng theo một số chuyên gia, thực tế các công ty Hàn Quốc đã giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc từ rất lâu, cả trước khi Mỹ-Trung gia tăng căng thẳng trên đường đua công nghệ. Đơn cử việc Bắc Kinh tung các gói trợ cấp cho nhà sản xuất xe điện trong nước đã buộc các công ty sản xuất pin của Hàn rút khỏi thị trường xe điện Trung Quốc vốn đang bùng nổ. Mặt khác, khi Trung Quốc phát triển chuyên môn công nghệ mạnh mẽ hơn, họ cũng sẽ giảm đáng kể sự phụ thuộc vào các công ty sản xuất Hàn Quốc. Dưới đây là bằng chứng rõ nét nhất. SCMP cho biết, một công ty chất bán dẫn hàng đầu của Trung Quốc đã tạo ra thế hệ chip nhớ di động tiên tiến và đạt được bước tiến quan trọng trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách với các đối thủ Hàn Quốc và Mỹ. Công ty công nghệ bộ nhớ Changxin, viết tắt là CSMT, tuyên bố đang sản xuất chip nhớ di động DDR5, công suất thấp LPDDR5 đầu tiên của Trung Quốc. Đây là một thế hệ mới của chip nhớ được Samsung Electronics của Hàn Quốc giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2018. DDR5 là một thành phần công nghệ quan trọng trong việc nâng cao hiệu suất và giảm tiêu thụ năng lượng của các thiết bị điện tử hiện đại. Nó có mức độ tiêu thụ điện thấp nhưng hiệu suất cao, giúp tối ưu hóa điện năng trong các hệ thống hiện đại.
Trung Quốc đã đạt được bước tiến giữa lúc liên tục đối mặt các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Động thái của Washington được cho là nhằm hạn chế sự phát triển của Bắc Kinh trong quá trình sản xuất chip tiên tiến. Với tiến bộ nói trên, Bắc Kinh có thể giảm phụ thuộc vào sản phẩm nhập khẩu vốn dùng trong nhiều thiết bị điện tử như điện thoại di động và máy tính xách tay. Theo công ty CIMT có trụ sở ở Hợp Phì, một trong những sản phẩm chính của cơ sở này là chip nhớ với dung lượng tổng cộng là 12GB gồm 8 lớp đã được nhiều nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc gồm Xiaomi và Transsion sử dụng. Bắc Kinh đạt được đột phá chip nhớ LPDDR5 vào thời điểm nước này ghi nhận những bước tiến tuy chậm nhưng đều đặn trong lĩnh vực công nghệ sản xuất và phát triển chất bán dẫn, mặc dù quốc gia này đã bị chặn quyền tiếp cận những hệ thống in thạch bản cao cấp và quan trọng từ các công ty sản xuất chất bán dẫn của Đan Mạch cũng như các nhà cung cấp Nhật Bản. Bên cạnh những đột phá gần đây, công ty công nghệ Huawei cũng khiến thế giới bất ngờ khi tung điện thoại thông minh Mate City phiên bản cao cấp sử dụng chip tiên tiến 7 nanomet nội địa. Các báo cáo của bên thứ ba đánh giá, loại chip này có lẽ do đơn vị đúc chip hàng đầu của Trung Quốc, công ty quốc tế sản xuất bán dẫn Thượng Hải SMIC dùng những thiết bị sẵn có tạo nên. Nhà phát triển bộ xử lý trung tâm của Trung Quốc Lawson, đơn vị đặt mục tiêu phát triển các con chip của riêng mình, đã công bố loại chip 3A6000. Truyền thông Trung Quốc cho hay nó tương đương với hiệu suất của Intel CPU từ năm 2020. CMT nói rằng chip nhớ mới cải thiện 50% tốc độ truyền tải dữ liệu và khả năng lưu trữ so với sản phẩm tiền nhiệm là RAM có hiệu suất thấp hơn DDR4X, trong khi đó chip này chỉ tốn 30% mức tiêu thụ năng lượng. CSMT cho biết chip này sẽ đa dạng sản phẩm và được sử dụng nhiều hơn trong thị trường thiết bị di động đang phát triển. Được thành lập vào năm 2016, SCMP cho biết CSMT là niềm hy vọng lớn nhất để Trung Quốc đuổi theo các gã khổng lồ ngành chip nhớ Hàn Quốc như Samsung Electronics và SK Hynix, cũng như công ty Micron của Mỹ trên thị trường chip nhớ di động. CMST cũng không tiết lộ quá trình sản xuất loại chip mới. Hồi tháng 10, Cục Công nghiệp và An ninh Hoa Kỳ đã đặt ra những quy định xuất khẩu nghiêm ngặt hơn đối với một loại thiết bị cần thiết cho hoạt động sản xuất chip quan trọng, bao gồm công nghệ in ấn, khắc, phủ, cấy và làm sạch. Theo SCMP, Washington tăng cường nỗ lực hạn chế khả năng sản xuất chip logic của Trung Quốc ở mức 14 nanomet, sản xuất chip nhớ tự động với kích thước 18 nanomet và NAND 3D với 128 lớp. CMT vẫn đối mặt cuộc chiến đầy cam go để gia tăng sản lượng sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh về mẫu mã lẫn chất lượng từ các nhà sản xuất Hàn Quốc. Brady Wong, phó giám đốc công ty nghiên cứu Counterpoint cho rằng công nghệ để Trung Quốc sản xuất chip có thể không tiên tiến đến mức chạm lằn ranh đỏ của Mỹ. Samsung đã giới thiệu chip LPDDR5 8GB đầu tiên vào năm 2018 và sau đó nâng cấp vào năm 2021, tăng tốc độ xử lý dữ liệu của con chip lên đến 8.500 Mbps mỗi giây, nhanh hơn 1,3 lần so với thế hệ trước. SK Hynix bắt đầu sản xuất hàng loạt chip nhớ di động LPDDR5 vào tháng 3 năm 2021, trong khi Micron thông báo sản phẩm chip LPDDR5 vào đầu năm 2020, chúng sẽ được sử dụng trong điện thoại thông minh Mi 10 của Xiaomi. Financial Times dẫn lời học giả Yale của Viện Peterson nói rằng tình hình hiện nay buộc Hàn Quốc phải làm hai việc, đó là giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc và tăng đầu tư vào thị trường nội địa, nhất là khi Bắc Kinh cũng có động thái tương tự. Chuyên gia mô tả, trong những năm gần đây, các công ty Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ năng lượng hạt nhân đến giải trí, đều đã và đang tăng cường thâm nhập thị trường châu Âu, Ấn Độ, Trung Đông, Mỹ Latin và Đông Nam Á. Hàn Quốc là một quốc gia nhỏ bị mắc kẹt giữa các nước, ông nói, đồng thời lưu ý rằng điều đó gây ra khủng hoảng và tiêu cực, nhưng chính những cảm giác đó sẽ thúc đẩy Hàn Quốc thành công. Quý vị nghĩ sao về câu chuyện trên? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé! Góc nhìn quốc tế sẽ trở lại vào ngày mai.